Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với series xe go-kart. Thì lần đầu tiên thì mình làm một chiếc xe go-kart với động cơ là 110cc. Thì hôm bữa mình cũng giới thiệu với mọi người là một chiếc hai thì với động cơ Yamaha hai thì 120cc. Và hôm nay chiếc xe hôm nay đây. Chiếc xe hôm nay sẽ chạy động cơ là 160cc nha mọi người. Động cơ 4 thì Honda GX 160cc. Đây xe hôm nay, đây là cái khung xe. Thì chiếc này nó khác với mấy chiếc vừa rồi một chút thôi, chỉ thay đổi chút là về cái bánh máy. Thì bánh máy này mình không có phải lắp tăng sên nữa. Cái bánh máy này mình khoét rãnh, tại vì cái máy này nó bắt 4 con ốc gầm, nó rất là dễ để kéo lên kéo xuống để mình tăng sên. Và bạc đạn thì cũng có sự thay đổi là mấy con trước ấy, mọi người thường thấy là mình dùng bạc đạn vuông 4 ốc. Thì cái xe này mình dùng bạc đạn gối đỡ, cái kiểu nó chỉ có nửa vòng vậy thôi, như mong muốn của chủ xe. Thì cũng không khác gì mấy đâu, chỉ là thay đổi một chút về động cơ và một vài chi tiết trên xe thôi. Thì mấy bữa do mình không thể nào quay được cái đoạn đầu làm sườn á, do mình bận mình không có ai quay cho mình hết. Mình cùng làm chung với một anh nữa thì hai anh em cứ lu bu mà làm thôi à, nên là không có thời gian để mà quay từ đầu đến cuối một chiếc xe. Thì cứ tới giai đoạn này thì mình mới có thời gian để mình quay cái xe cho mọi người xem. Thì mình chỉ là ráp thôi. Thì có một anh thợ anh hàng rất là giỏi nên là mình để cho anh hàng, mình chỉ ráp xe thôi. Đây cục máy đây, mọi người chờ mình một xíu, mình để cục máy lên sơ sơ cho mọi người xem nha. Đây thì sau khi mình để máy lên thì xe nó như thế này. Thì máy này nó không có hộp số mọi người, nó chạy cục thẳng nên là mình phải độ một cái nồi cho nó nha. Đây mình vô một cái nồi thì đây cái nồi trong đây nó có cái nhông á mọi người, đó có cái nhông nè. Thì khi máy nó nổ thì cốt nó sẽ quay, nhưng mà cái này nó không có quay nha. Thì khi mà mình lên ga lớn thì nó bung ra, nó bắt nồi đầu nó quay, nó kéo bánh xe mình ha. Chiếc này thì rất là đơn giản, nó tối giản hơn mấy chiếc kia rất là nhiều luôn, nhưng mà nhìn vẫn đẹp nha. Và máy con này cực kỳ khỏe nha. Máy con này là ở dưới miền Tây á, mấy anh em miền Tây mình dùng để đua vỏ lãi á mọi người. Nếu mà biết độ lên nữa thì chạy khỏi phải chơi luôn, khỏi bàn luôn. Bây giờ mình xin tắt máy để mình làm tiếp ha. Thì khi mà mình làm xong mình lại quay tiếp cho mọi người xem. Yeah, vậy là con này xong rồi nha mọi người. Rồi, bây giờ mình với anh Nam sẽ đem ra ngoài đường để test chạy thử ha. Làm hết, ráp hết cả buổi chiều chứ bộ. Ráp cả buổi chiều rồi cũng xong.
Con này là cái con GoCard mà đơn giản nhất mà mình từng làm luôn á. Do nó không có số, nó không có phải làm hộp số và nó không có cái gì nhiều hết. Bồ với lại bịch xăng nằm luôn trên đây luôn. Làm cái sườn thôi ráp lên chạy à. Nhưng mà con này là cái con mà phân khối lớn nhất mình từng làm, 160cc. Ok, let's go. Mình thấy quá đã luôn, nhanh lắm. Nó do nồi này, nồi này thì nó không đầy bao nhiêu, chạy nhanh như sợ luôn á. Chạy chưa hết nửa ga rồi xe nó bay luôn, đúng là máy 160cc chạy đúng nhanh luôn. Nóng hay nào?